Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 6, chương trình có những thông tin chính sau đây. Các khu dân cư thành phố Đông Hà vẫn tiếp tục tình trạng mất nước sinh hoạt. Nắng nóng, người dân đổ xô về biển. Trong một sự kiện bình luận, sản phẩm khoa học công nghệ ra đời phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất dự án theo những nội dung mà Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trước đó. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh văn bản để đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất quy mô, công năng cảng biển Mỹ Thủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 của Tổng Công ty Phát điện 2. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.265 tỷ đồng được thực hiện tại thôn Hướng Đồ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án này có quy mô 30 MW với 15 tổ máy, sử dụng diện tích đất 31 ha. Về tiến độ dự án, dự kiến đến tháng 8 năm 2017 sẽ hoàn tất tất cả thủ tục chủ trương đầu tư. Tháng 12 năm 2018 sẽ khởi công và thi công các công trình cơ sở hạ tầng. Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020 sẽ triển khai thi công. Huyện Vĩnh Linh vừa tổ chức sơ kết vụ sản xuất đông xuân và triển khai sản xuất hè thu năm 2017 với phương châm chỉ đạo là vào vụ nhanh và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vụ đông xuân năm nay, huyện Vĩnh Linh đánh giá là vụ được mùa. Nhờ đảm bảo hai yếu tố về diện tích và năng suất, nên tổng sản lượng lương thực cây có hạt của huyện Vĩnh Linh vụ đông xuân đạt 104% kế hoạch vụ và tăng gần 700 tấn so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017, bước sang vụ hè thu, kế hoạch toàn huyện gieo trồng trên 4.600 ha. Trong đó, số diện tích chuyển đổi đất lúa một vụ hoặc có khả năng khô hạn sang trồng ngô, đậu xen gần 190 ha. Huyện Vĩnh Linh chủ trương chỉ thực hiện gieo cấy trên những chân ruộng chủ đồng nước và sử dụng giống lúa có thời hạn sinh trưởng ngắn. Chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện phương án chuyển đổi cây trồng chống hạn, sử dụng nước tưới theo phương châm, tiết kiệm và đáp ứng đủ nước cho cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức lễ phát động Ngày Môi trường Thế giới năm 2017 với chủ đề Sống hài hòa với thiên nhiên. Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Đông Hà yêu cầu các cơ quan đơn vị, các phường và người dân trên địa bàn thành phố cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để bảo vệ môi trường sinh thái thành phố, nhất là có hành động cụ thể, thiết thực như triển khai có hiệu quả chủ đề năm quy hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị, phát động phong trào ra quân vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh. Tại buổi lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức ký cam kết và trao dụng cụ vệ sinh môi trường cho chị em phụ nữ chín phường trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay, sáng nay, câu lạc bộ câu cá Quảng Trị cũng đã tổ chức vớt rác và dọn dẹp vệ sinh xung quanh hồ Nam Hào, phường 1 thành phố Đông Hà. Câu lạc bộ câu cá đã huy động các thành viên làm vệ sinh lòng hồ và xung quanh hồ, trả lại sự trong xanh và cảnh quan đẹp vốn có của mặt nước hồ. Trong đó, câu lạc bộ câu cá Quảng Trị cũng đã thả hàng chục kg cá giống để làm tăng môi sinh và nguồn lợi thủy sản cho hồ Nam Hào. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin thời sự trước, từ đầu mùa hè đến nay, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà liên tục xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt, gây nên nhiều xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Mặc dù Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã có nhiều giải pháp nhằm điều tiết nguồn nước, thế nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đã gần một tuần nay, ông Phan Văn Vẻ ở khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà phải xin từng xô nước như thế này về để phục vụ cho những bữa cơm gia đình. Còn mọi sinh hoạt khác, số nước xin được không đủ cho gia đình 4 người của ông. Trong thời gian mùa hè nên là cứ mất liên tục. Ban đêm không có nước, ban đêm thì rì thôi. Đó, mà bây giờ đến giờ nấu ăn rồi mà vẫn không có nước, phải đi xin nước giếng hoặc là nước họ chữa bồn vùng á là để nấu ăn. Đó, còn về xin các thứ là giặt giũ là không có, phải đem có khi đem lên nhà để con gái trên kia giặt đấy.
Không chỉ có khu vực nhà ông Phan Văn Vệ, nhiều hộ dân ở các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố Đông Hà cũng có tình trạng tương tự. Với những hộ dân sẵn có bồn chứa nước thì còn có nguồn nước dùng tạm thời. Riêng với các hộ gia đình không có nguồn nước dự trữ, việc sinh hoạt trong gia đình gặp rất nhiều xáo trộn. Từ bắt đầu mà có nắng lên thì chứ là coi như nước ở đây là hấp hỏng, đêm có đêm không, nhưng mà có khi đến trời mưa xuống thì cũng có một đôi ngày, rồi sau đó là cứ bắt đầu cứ rị rồi đó. Nhất là được về từ 10 giờ đêm trở lên thì có, mà ai mà có trực được thì có, mà không khoảng 6 giờ sáng là hết. Khu vực của khu phố 8, phường 5 có trên 600 hộ dân, mà tình hình mất nước như vậy là xảy ra hầu như thường xuyên. Khu phố đã có nhiều lần phản ánh trên phường, rồi trên thành phố đã có một vài lần phản ánh, và nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa được đáp ứng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày nay đang làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà. Nhiều gia đình đã cố gắng tiết kiệm lượng nước có được từ ban đêm để dùng cho cả ngày. Thế nhưng lượng nước đó cũng không thể phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong khi thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn còn sẽ kéo dài, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà mong muốn có đủ nguồn nước để dùng. Trong những ngày này, thời tiết ở Quảng Trị nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiệt độ trong ngày có lúc ở ngưỡng 38 độ C. Vào mỗi chiều tối, ở các bãi tắm du khách tăng lên đột biến do người dân đổ về biển để tránh nóng. Những ngày qua, do nhiệt độ tăng cao nên du khách tập trung về bãi tắm cửa Việt rất đông. Lượng khách thường tăng lên từ sau 5 giờ chiều. Không chỉ có du khách, người dân ở Quảng Trị cũng tranh thủ sau những giờ làm việc để đưa gia đình, đặc biệt là trẻ em đến với các bãi biển để tránh nóng. Thường thường thì em thì hay đi biển vào dịp cuối tuần. Em thì thường thường tầm khoảng 5 đến 6 giờ thì những lúc mà mình bớt nắng là mình đi là em thấy phù hợp nhất. Và thường thường thì nhiều khi em cũng trở lại chơi đến tối muộn em mới lên. Em thì thường thường đi biển để hóng gió, ăn hải sản hoặc là nhiều khi cùng tắm biển đó. Đưa các cháu về đây chủ yếu là vui chơi, chơi tí để cho các cháu thoải mái. Vừa rồi học tập thì không căng thẳng. Nếu như về đưa các cháu về nó trời không thì trống lên mà mát. Trong đợt nắng nóng vừa qua, lượng du khách đổ về bãi tắm cửa Việt tăng lên đột biến. Theo ban quản lý bãi tắm cửa Việt, chỉ tính riêng trong 2 ngày cuối tuần mùng 3 và mùng 4 tháng 6, lượng khách ở các bãi tắm ước tính từ 8 đến 10.000 người. Trong đó có nhiều khách du lịch từ các tỉnh thành trong cả nước. Nắng nóng cho nên khách về đông thì anh em chúng tôi sẽ tổ chức và triệu tập anh em là triển khai và để thông báo trên loa phóng thanh để thông báo cho toàn cái du khách về chơi, và trước nhất là về tắm biển và có nơi cái đình là hướng dẫn có là người là vào cứu hộ là hướng dẫn tắm, và thứ hai nữa về tế tự thì anh em chúng tôi luôn túc trực trên loa vào giờ cao điểm nhất là từ là 4 giờ đến 5 giờ là thông báo tất cả du khách về chơi là vui vẻ và giữ gìn an ninh trật tự và tất cả tài sản của bà con là nên đảm bảo. Dù lượng khách tăng đột biến trong những ngày cuối tuần như thế này, nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên công tác vệ sinh và đảm bảo an toàn tại các bãi biển Quảng Trị vẫn luôn được đảm bảo. Cả người dân và du khách đều cảm thấy hài lòng khi được vui chơi tắm mát tại bãi biển sạch đẹp như thế này. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Camel Việt Nam vừa tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn để tổ chức đại hội điểm. Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Camel Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty hiện có 363 lao động, trong đó đoàn viên công đoàn là 268 người. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tích cực thực hiện các chính sách chế độ liên quan đến người lao động như chế độ lao động, thời gian làm thêm giờ, chế độ trả tiền làm thêm giờ, chế độ học tập và nghỉ ngơi theo quy định. Các phong trào thi đua như phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi được tổ chức thường xuyên, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Nhân ngày người cao tuổi Việt Nam, sáng nay, lãnh đạo huyện Hải Lăng đã đến thăm và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn huyện. Trong dịp này, 15 cụ vừa tròn 100 tuổi đã được tặng quà mừng thọ của Chủ tịch nước, gồm vải lụa và tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Lãnh đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, các địa phương và các gia đình tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phát huy vai trò của các cụ trong phong trào tuổi cao nêu gương sáng.
Cũng trong dịp này, Hội Người Cao Tuổi huyện và các hội cơ sở đã tổ chức thăm tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi tại các địa phương trong huyện. Hôm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Trị phối hợp với công ty Conspace Việt Nam và chính quyền xã Thiệu Sơn, huyện Triệu Phong tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Huỳnh ở thôn Phương Sơn, xã Thiệu Sơn, đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn xã. Thông qua Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Trị, công ty Conspace Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng để góp phần giúp gia đình bà Huỳnh xây dựng ngôi nhà ổn định cuộc sống. Từ ngày 3 đến 5 tháng 6 năm 2017, nhóm đỡ đầu gồm 8 cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã đến thăm và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các hộ gia đình ở bản Xà Ninh, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Thực hiện đề án giảm nghèo bền vững cho các xã miền núi đặc biệt khó khăn, nhóm đỡ đầu cho bản Xà Ninh thuộc xã Vĩnh Ô đã tiến hành trồng thử nghiệm 3 sào nghệ đỏ trên vùng đất gò đồi bạc màu cho các hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn cách trồng, chăm sóc để cây nghệ đỏ sinh trưởng và phát triển. Cũng nhân dịp này, huyện đoàn Vĩnh Linh huy động trên 100 đoàn viên thanh niên tiến hành sửa chữa và làm mới 6 ngôi nhà cho các hộ gia đình tại bản Xà Ninh và tổ chức các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa khác. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống, đóng góp vào trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Mỗi một đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nhân sự kiện, em Phạm Huy, học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đạt giải cao tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Chúng tôi bàn về vấn đề khoa học công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống thực tiễn qua phần trình bày của biên tập viên Anh Tuyết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, thông tin em Phạm Huy, học sinh lớp 11A3, trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đã giành được giải ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại California, Mỹ với dự án Cánh tay robot đã làm nức lòng người dân khắp cả nước, nhất là các bạn trẻ. Bởi một học sinh nghèo ở một tỉnh lẻ đã giành được một giải thưởng danh giá ở một cuộc thi quốc tế. Cánh tay robot là một trong 8 đề tài được chọn đi dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, dự án cánh tay robot dành cho người khuyết tật đã giành giải 3 trong số 48 giải chính thức được trao. Đây là giải thưởng cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi. Để vinh danh thành tích này, ngày 29 tháng 5 vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng em Phạm Huy. Sự có mặt của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại lễ tuyên dương, thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Trong bài phát biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh và gây sự chú ý đó là một sản phẩm khoa học công nghệ ra đời xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và quay lại phục vụ cho con người, cho cuộc sống của cộng đồng sẽ có giá trị nhất. Thưa quý vị và các bạn, nói về đề tài khoa học thì dự án cánh tay robot không phải là công trình khoa học nghiên cứu đồ sộ, nhưng nó có giá trị nhân văn sâu sắc và có giá trị ứng dụng vào thực tiễn cao. Nói như lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, giờ này nói đến robot, người ta chỉ nhắc đến Nhật Bản, Mỹ hay Nga. Nay một học sinh của Việt Nam, của tỉnh Quảng Trị đã được vinh danh ở lĩnh vực này là điều vô cùng đặc biệt. Càng đặc biệt hơn khi sản phẩm của Huy hướng đến những người nghèo khuyết tật. Và sau những phút giây dâng trào cảm xúc về câu chuyện của em Phạm Huy, sau phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tuyên dương đặt ra cho chúng ta những điều đáng suy ngẫm. Trong những năm gần đây, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ được ứng dụng trong thực tế đã phát huy được hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động, cải thiện đời sống nhân dân. Riêng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có sáng chế của ông Văn Đức Quyên ở Hải Lăng với máy tách hạt ngô, anh Phan Văn Lệ ở Vĩnh Linh với máy tuột hạt tiêu, sáng chế máy bơm nước di động của nông dân Phan Khắc Điền ở Hải Lăng, cải tiến động cơ xe máy thành máy cày của anh Hữu Hai ở Cam Lộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít đề tài dự án khoa học công nghệ được nghiệm thu nhưng không thể ứng dụng trong thực tế và bị xếp vào ngăn tủ. Điều này gây lãng phí về thời gian cũng như công sức và tiền của. Sở dĩ có những thực trạng trên là có hai nguyên nhân chính. Một là do việc xác định cái đề tài của Hội đồng Khoa học Công nghệ chưa bám sát thực tiễn. Hai là cái tổ chức cá nhân thực hiện cái đề tài khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Vì vậy, bắt đầu từ năm 2016, Sở Khoa Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đổi mới cái hoạt động của Hội đồng Khoa Công nghệ, đổi mới cái phương thức tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện cái đề tài khoa công nghệ. Vì vậy, đã có một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Thời gian tới, Sở Khoa Công nghệ tiếp tục đổi mới cái hoạt động khoa công nghệ để ngày càng có nhiều cái đề tài được ứng dụng và thực tiễn là góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16. Vâng, như vậy thông điệp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng không chỉ dành cho em Huy mà còn của các nhà khoa học nói chung và các tác giả đề tài đã và đang sẽ thực hiện như một câu hỏi lớn. Điều đó tưởng như là câu chuyện thường ngày, một việc làm đương nhiên nhưng lại trở thành vấn đề trăn trở của người đứng đầu cấp ủy. Có lẽ chúng ta vừa vui nhưng đồng thời cũng phải nhận thức lại những cách sâu sắc rằng chúng ta đang ở đâu. Quả thực thành quả của MV và của nhà trường đạt được rất lớn. Nhưng nếu như muốn nói rằng ở một lĩnh vực là cánh tay của robot, khi mà khoa học kỹ thuật hiện đại này, các em và tôi đều thấy đất nước mà chế tạo thành công robot có lẽ phải là Nhật Bản. Và bây giờ sản phẩm của họ đã ra ở thị trường quốc tế. Nhưng vì sao cánh tay robot của người khuyết tật lại được giải mã? Tôi muốn trở lại vấn đề này để nói rằng những vấn đề của chúng ta đang tiếp cận nghiên cứu, thế giới cũng đã đi trước, các nước bạn cũng đã phát triển. Nhưng quan trọng nhất là từ một vùng đất khó khăn, từ một địa dân mà có thể nói nhiều người bị hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, các em học sinh đã nghiên cứu khoa học, tìm đến những giải pháp để giúp cho người dân được cải thiện cuộc sống của mình. Phải chăng là khoa học bắt đầu từ con người và quay trở lại để phục vụ chính con người, đó mới chính là giá trị nhân văn trong quá trình nghiên cứu. Theo báo Tuổi Trẻ, khi được vinh danh, dự án cánh tay robot của em Phạm Huy nhận được sự quan tâm của cả cơ quan đơn vị dành cho mình. Ngoài phần thưởng sau khi đoạt giải ba từ Mỹ trở về, Huy nhận được khá nhiều lời đề nghị hoặc cam kết hỗ trợ giúp hoàn thiện sản phẩm cánh tay robot từ các tổ chức cá nhân trên toàn quốc. Thông tin trên tiếp thêm hy vọng cho người khuyết tật là sẽ có được cánh tay để hòa nhập cộng đồng. Điều đó cũng cho thấy rằng một khi công trình nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống con người thì luôn được xã hội thừa nhận và đón chào nồng nhiệt. Và ngược lại, bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào dù có đổ ra tiền triệu, tiền tỷ với học hàm học vị khác nhau mà không bám sát vào thực tế đề ra, không bám sát vào thực tiễn của cuộc sống thì chắc chắn sẽ bị xếp vào góc tủ. Một sự kiện bình luận tuần này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.